Điện tử Thanh Huê xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì em tiếp tục cập bến và lên sóng cho các bác cặp loa đến từ Anh Quốc. Dạ vâng, trước mắt các bác đây là cái cặp loa Thunberry GR. Và nhắc tới cái dòng Thunberry GR, đây là một trong những cái model cao cấp nhất của nhà Tây Noi. Dạ vâng, loa thì được thiết kế là dáng đứng hình hộp chữ nhật với chiều cao khá cao, khoảng gần 1 mét. Và cái thiết kế mang hơi hướng cổ điển này thì các bác dễ dàng phối ghép ở không gian phòng như là ở nhà chung cư hay là nhà mang hơi hướng cổ điển như nhà gỗ. Và con này thì được cải tiến về mọi phương diện như là củ loa này, thùng và mọi chi tiết khác để trở lên hoàn toàn diện hơn, để phù hợp và đáp ứng mọi nhu cầu của người chơi. Với công suất liên tục là từ 100 cho tới 400W thì con này gọi là dễ dàng phối ghép với những cái dòng âm ly có công suất từ 20 cho đến 200W, cho ra cái chất âm thì vô cùng là tuyệt vời, độ nhạy là 93 dB, cho ra chất âm thì chi tiết, trung thực và chiều được lòng khán giả, cũng như là chinh phục được cái lòng khán giả khó tính nhất. Và ngày hôm nay thì cập bến tại shop điện tử Thanh Huê với cái mức giá cực kỳ là tốt cho các bác. Tình trạng của con này thì gọi là đẹp zin tuyệt đối và có nguyên thùng đầy đủ phụ kiện. Đó, nguyên thùng và đầy đủ phụ kiện các bác nhé. Và với cái đặc trưng của nhà Tây Noi đó là một bát đồng trục 25 cm, đây là một cái đặc trưng và độc quyền riêng của nhà Tây Noi. Và em sẽ không để các bác chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ em sẽ mời các bác cùng em tiến tới lại gần để quan sát chi tiết cũng như là từng cm của cặp loa. Dạ vâng, trước mắt các bác đây là cái cặp loa Thunberry GR các bác nhé. Đây là phần khuôn mặt, còn tấm e căng rất là đẹp các bác nhé. Đó, e căng rất là đẹp luôn. Tất cả đều đẹp zin tuyệt đối. Và đây là phần mặt trên, phần mặt bên trên. Màu vân gỗ rất là đẹp luôn. Con này thì được thiết kế hammock các bác nhé. Thiết kế tỉ mỉ rất là đẹp ạ. Mọi hông sườn đều rất là đẹp các bác nhé. Đó, đây là hông sườn. Rất là đẹp luôn. Và đây là mặt đằng sau. Đẹp tuyệt đối, không có điểm trừ các bác nhé. Đây là sườn còn lại. Và em sẽ mở cái phần e căng ạ. Và đây là mặt bên trong các bác nhé. Đó, e căng. Mặt trước, mặt sau đều rất là đẹp luôn. Cái chép bên trong rất là đẹp các bác nhé. Đó, vàng óng luôn. Con này thì có cái giải tần rất là rộng, 34Hz cho tới 44kHz. Và chơi được nhiều dòng nhạc khác nhau. Có cái trở kháng là 8 ohm, dễ dàng phối ghép với âm ly các bác nhé. Các bác có thể phối ghép với cái dòng âm ly có cái công suất từ 20 cho đến 200W, đều cho ra cái chất âm
tốt các bác nhé. Thiết kế hình hộp chữ nhật với chiều cao là 950, chiều rộng là 456 và chiều sâu là 336. Bác nào ở gần thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em xem và test sản phẩm. Bác nào ở xa thì hãy liên hệ với em ship COD cho các bác. Một cặp loa rất là đẹp luôn. Cặp loa đẹp tuyệt đối. Không có điểm gì để chê các bác nhé. Bác nào yêu thích thì hãy liên hệ trực tiếp với em để em gửi hình ảnh chi tiết cho các bác và cũng như là em test chất âm gửi qua Zalo cho các bác. Em sẽ hạn chế cái phần test chất âm đăng lên YouTube. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.